Thưa quý vị, chỉ 30% doanh nghiệp gia đình trên thế giới tồn tại đến thế hệ thứ 3 của gia đình sở hữu nó. Các doanh nghiệp gia đình thường gặp khó khăn từ thế hệ thứ 2 trở đi do tư duy chậm đổi mới. Những nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận trong doanh nghiệp gia đình vừa mới diễn ra mới đây. Theo các chuyên gia, các thay đổi nhanh chóng về kinh tế, chính trị, công nghệ trên thế giới đặt ra bài toán phải liên tục đổi mới với các doanh nghiệp toàn cầu. Khảo sát từ tập đoàn Deloitte cho thấy có đến 86% doanh nghiệp tin rằng họ phải đổi mới năng lực, 84% cho rằng họ cần cân nhắc về kinh nghiệm của nhân viên để cải thiện năng suất, 80% tin rằng họ cần đào tạo đội ngũ lãnh đạo một cách khác biệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp gia đình thường có xu hướng ngại rủi ro và không muốn đổi mới, thậm chí ngay cả khi họ có nguồn lực để thực hiện, do lo ngại về kết quả tiêu cực mang lại sẽ làm giảm tài sản và sự thịnh vượng của gia đình. Do đó, chỉ 30% doanh nghiệp gia đình trên thế giới tồn tại được đến thế hệ thứ 3. Các doanh nghiệp gia đình toàn cầu hiện nay còn đối mặt với thách thức tạo ra một thế hệ kế cận đủ gắn kết và có tầm nhìn để phát triển sự nghiệp của gia đình. Tôi nghĩ yếu tố thành công then chốt trong việc chuyển đổi thế hệ lãnh đạo trong một doanh nghiệp gia đình là cảm xúc gắn bó, bởi vì những người sáng lập ở thế hệ thứ nhất thường có cam kết cao, gắn bó cao với những gì họ tạo ra. Cảm xúc gắn bó cũng giúp họ tạo ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới cho doanh nghiệp. Do đó, yếu tố then chốt là làm sao để bạn truyền được cảm xúc này cho thế hệ sau. Cái cách mà bạn truyền năng lượng cho thế hệ kế tiếp sẽ quyết định được sự điều hành của họ đối với doanh nghiệp gia đình bạn. Cũng theo các chuyên gia, động lực đổi mới cho các doanh nghiệp gia đình then chốt đến từ đổi mới nguồn lực con người. Do đó, cần tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ kế cận trong tương lai. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước sau phiên thứ tư và thứ năm tăng điểm tích cực thì cũng đã có một phiên điều chỉnh vào cuối tuần vừa rồi. Hiện tại thì chỉ số VN-Index đang đứng ở mốc 974 điểm. Chỉ số sàn Hà Nội cũng có điều chỉnh xuống 102 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên cả ba sàn chính vẫn ở mức trung bình khá trên 3.000 tỷ đồng được giao dịch trong phiên cuối tuần, và chúng ta sẽ cùng nhìn lại thị trường và các tư vấn đầu tư với phần bình luận của anh Trần Quang Khải, trưởng phòng tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán Rồng Việt. Xin chào anh Khải, chúng ta thấy rằng là thị trường cũng không đến nỗi quá giằng co trong cái phiên thứ 6 cuối tuần vừa rồi, và cái việc dòng tiền vẫn ở một cái mức khá như vậy thì có phải đây là chỉ là một cái điểm nghỉ cũng như là một cái phiên có thể gọi là chút lời nhẹ của các nhà đầu tư trong thứ 6 ngày hôm qua hay không, và anh có một cái đánh giá tổng quan như thế nào về thị trường trong tuần vừa rồi? Về cái mức thanh khoản của thị trường trong thời gian vừa qua thì tôi có thể nói là trong nhiều tháng qua nó khá ổn định. Phiên hôm thứ 6 vừa rồi cũng là mức trung bình, tức là nó không có sự đột biến, nó cũng giống như những cái thời gian gần đây thôi. Tuy nhiên thị trường thì nó có một cái sự phân hóa rất là mạnh. Tức là sau hai phiên tăng điểm của ngày thứ 4 và thứ 5 thì là cũng có áp lực chốt lời ở trong phiên ngày thứ 6, nhất là đối với những nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó. Chúng ta có thể thấy rất nhiều nhóm tăng mạnh là nhóm Viettel, nhóm khu công nghiệp, một số cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên có nhóm giảm thì lại cũng sẽ có nhóm khác tăng. Điển hình như hôm thứ năm chúng ta thấy đồng loạt các cổ phiếu cảng biển này tăng điểm. Và đến ngày thứ sáu thì tôi có ghi nhận thêm một số những cổ phiếu khác cũng tăng rất là mạnh bất chấp cái tình hình thị trường chung nó lình xình. Có thể ví dụ như là những cổ phiếu thuộc những ngành sản xuất, ví dụ như phân bón này, xăm lốp này, một số cổ phiếu bất động sản giống như là đất xanh này. Thì tôi thấy những đặc điểm chung của những cổ phiếu này là trước đó nó đã giảm rất là mạnh rồi. Và trong thời gian qua nó không hề tăng theo cái thị trường chung. Thì đến ngày hôm nay nó lại có một cái sự trỗi dậy. Ngoài ra còn một số cổ phiếu mà chúng ta hay nói là cổ phiếu trà đá. Những cổ phiếu giá thì giá rất là thấp. Nhưng mà ngày hôm thứ 6 lại cũng tăng lên. Thì đây là một cái hiện tượng mà dòng tiền nó đang xoay vòng rất là nhanh trên thị trường. Nó hết đi qua nhóm này nó lại chuyển sang nhóm khác, liên tục như vậy. Và dòng tiền cũng đang tìm kiếm những cổ phiếu mà có khả năng tăng giá, đúng không anh? Và ngoài những cái nhóm cổ phiếu mà anh kể ban nãy đó thì thấy rất là rõ trong cái phiên thứ 6 chúng ta thấy cổ phiếu cảng biển, cổ phiếu bất động sản rồi dầu khí là một trong những cái điểm chung của các nhóm cổ phiếu này, đó là mang tính thị trường rất là cao. Và như vậy thì có rất là nhiều quan điểm cho rằng là dòng tiền đang có một cái xu hướng gọi là lướt sóng nhiều hơn là trong cái thời gian sắp tới. Như vậy thì anh có thấy cái hiện tượng này đang có một cái xu hướng diễn ra hay không? Đúng là trong thời gian qua thì có cái hiện tượng này, tức là nhà đầu tư
sau khi nhận thấy là nhóm cổ phiếu blue chip, nhóm cổ phiếu VN30 là rất thời gian qua là chủ yếu là đi xuống. Dạ. Một phần là do nước ngoài đang bán dòng tương đối là mạnh. Ừ. Thì họ nhận ra là cơ hội đến ở những cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Dạ. Và đặc biệt là những cổ phiếu mà nó có thanh khoản nó không quá cao. Ừ. Thì tôi thấy là họ có một cái suy nghĩ là đón trước. Chúng ta ví dụ như là chiến tranh thương mại thì các khu công nghiệp được hưởng lợi, đó là chuyện tất nhiên. Và câu chuyện đó là câu chuyện đã diễn ra trong suốt có thể nói là cả tháng vừa rồi. Yeah. Và sau đến câu chuyện là khu công nghiệp thì nhiều nhận định lại hướng về là một ngành nữa được hưởng lợi từ cái chuyện đó, đó là các ngành cảng biển, logistics, vận tải biển. Tức là khi mà cái lượng sản xuất hàng hóa nó chuyển về Việt Nam nhiều thì đương nhiên cái lượng trung chuyển qua các cảng thì nó sẽ tăng lên. Yeah. Đó là một cái luận điểm của nhà đầu tư. Tuy nhiên mà những con số thực tế đó là cái triển vọng tương lai thôi. Còn con số thực tế trong quý 2 thì cũng chưa chứng minh nhiều về cái sự khả quan của nhóm cảng biển. Do đó là cái nhóm cảng biển thì tôi nghĩ là có thể sóng nó sẽ không kéo dài quá. Nó có thể là do cái sự xoay chuyển dòng tiền nó đang nhanh, nó tìm đến có thể là sẽ chỉ trong 3-4 phiên thôi chẳng hạn. Do đó là tôi nghĩ là để đánh giá thêm về cái ngành cảng biển thì chúng ta nên cần theo dõi tuần sau. Chúng ta cần phải theo thời gian để đánh giá thêm về cái nhóm đó. Vâng, và cũng nói thêm về nhóm cảng biển cũng như là các khu công nghiệp thì không phải là như anh phân tích ban nãy, không phải là không có một những cái lý do cơ bản để mà làm cho cái nhóm cổ phiếu này được được nhận được cái dòng giải ngân nhiều của các nhà đầu tư. Nhưng mà ngoài ra thì một vài những cái ý kiến của các chuyên gia cũng cho rằng là các nhà đầu tư nếu như mà chọn đầu tư vào những cái nhóm cổ phiếu này thì nên có một cái nhìn trung và dài hạn nhiều hơn là lướt sóng. Như vậy thì anh có đồng với quan điểm như vậy hay không? Cái quan điểm này tôi rất là đồng ý. Vì thị trường chứng khoán thì hay phản ứng trước. Yeah. Và thường có thể là phản ứng thái quá. À, chúng ta thấy là cổ phiếu khu công nghiệp tăng rất là mạnh, có thể nói tăng bằng lần trong thời gian vừa qua. Yeah. Nhưng mà kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp thì nó có sự phân hóa tương đối mạnh. Một số cổ phiếu thì có mức tăng trưởng là đáng ghi nhận, nhưng mà có một số cổ phiếu thì lại có một cái sự tăng trưởng mà không tương xứng với việc tăng giá cổ phiếu. Thì tôi đánh giá là đây là cái mức, có thể là cái giá nó đã đi trước quá nhiều so với cơ bản của doanh nghiệp. Và tương tự đối với ngành cảng biển, chúng ta thấy đa phần các cổ phiếu cảng biển kết quả kinh doanh quý 2 chưa thực sự là khởi sắc, và một số cổ phiếu còn có kết quả doanh đi lùi cơ, nhưng mà vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư. Thì đây là đang kỳ vọng vào tương lai thì tôi nghĩ là chúng ta nên kỳ vọng ở mức độ vừa phải. Dạ, chứ không nên kỳ vọng dài hạn quá cao. Bởi vì tất cả những cái diễn biến đó là nó liên quan đến vĩ mô và nó cần thời gian có thể tính bằng quý để nó phản ánh vào, chứ không thể trong ngày 1, ngày 2 hoặc tính bằng tuần được. Vâng, nhưng mà với những cái gì mà đang diễn ra với giá vàng thì cũng có nhiều phân tích cho rằng là rủi ro cũng khá là cao chứ không phải là thấp. Như vậy thì theo cá nhân anh thì anh có nghĩ rằng là trong một cái thời gian ngắn hạn thì cái việc đầu tư hoặc là lướt sóng vàng này kia đó thì nó có một cái độ rủi ro cao hơn là đầu tư vào chứng khoán không? Thực sự giữa so sánh giữa hai ngành thì nó rất là khó. Mà tôi nghĩ cái này là nó sẽ phụ thuộc vào từng người một. Yeah. Vào cái vị thế của từng nhà đầu tư. Nếu mà chúng ta không quá dành về chứng khoán và chúng ta không có cái khả năng gọi là đón đầu cái cổ phiếu sẽ tăng trên thị trường ấy, thì chúng ta có thể chọn kênh vàng, nó an toàn hơn. Còn với những nhà đầu tư nhạy bén thì tôi nghĩ là cơ hội trên thị trường chứng khoán vẫn rất là nhiều. Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị.